Ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Phú vừa tổ chức liên quan văn nghệ các ấp văn hóa trên sóng truyền thanh huyện Châu Phú lần thứ 16 năm 2022 và triển lãm ảnh lưu động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Liên quan văn nghệ các ấp văn hóa huyện Châu Phú năm nay có 13 đơn vị tham gia với hơn 60 tiết mục gồm đơn ca, song ca ở thể loại tân nhạc, tân cổ, biểu diễn tiểu phẩm, nội dung tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, quê hương An Giang, quê hương Châu Phú, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi trong sáng, lành mạnh, truyền thống cách mạng. Đây là dịp để các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, các đội văn nghệ các xã thị trấn có cơ hội gặp gỡ giao lưu, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.